chỉ phè không cha không mẹ được nhặt đem về từ lực gạch bỏ hoang. Sống kiếp làm thuê ở mướn từ bé không có người thân họ hàng. Hắn ước mơ cuộc sống nho nhỏ, trồng cây thuê còn vẫn ngồi dệt vải. Nhưng mà cuộc đời của người mỗi khác số phận không có giống hết ai. Vào tù ra khám thời gian ở ngoài cho đến 3 tháng. Thân chai da rám từng vết cái sâu hình trên da hắn. Nốc rượu đến quên đi hết cái đáng cuộc đời mà hắn từng trải qua. Không cách nào nói ra khi xã hội thối tha. Con người thì dối trá tương lai thằng đất đá. Không lối để hắn thoát ra. Từ tên là loài mang bao về máu. Ôi nhân gian ta không thương lấy nhau. Và chỉ vào thành hiền thân người xấu. Ôi tiếc thay cho vinh quang hào hoa. Vào thành hiền thân người xấu. Ôi tiếc thay cho vinh quang hào hoa. Đã tiếc tay cho hơi men hà san. Nghe tiếng kêu than đến thấu tâm can. Hầu thế luôn mà ghi nhớ muôn điều rằng ai cho ta. Nói về chiếc mèo thì ai cũng biết xã hội thật thối tha. Nhưng điều ấy sẽ được biết đến nếu như bây giờ ta nói ra. Bất công tàn ác đèn ép con người đến trong ngõ cụt. Đến bất cùng cực bước đến đường cùng không tìm thấy được lối ra. Vì tại sao cùng chung một con người nhưng quyền lực lại không vốn có. Vùi mình vào trong địa ngục làm cho cuộc sống thêm khốn khó. Thằng chủ ghen tức thằng hoàng an ức. Vì cả hai chỉ mang nhục đạp đầu nó xuống đất cho đến khi chết. Kể cả khi nó đen gục rồi dần lòng tốt trong mỗi con người dần đã tan bị mất. Xã hội phong kiến lúc bây giờ lại càng thêm biến chất. Bóc lột từ người trẻ đến người và kể cả kỹ nữ. Ai cho ta được lương thiện trong khi hình hài là con quỷ dữ. Ta phụ người, người phụ ta thì hãy nhớ ơn lao. Đồng tiền làm thái hóa bản chất con người đen muốn hơn nhau. Cho dù mày có giàu có nhưng bản chất không sang trọng. Tính ngộ ra cho một kiếp người là câu hát đầy trong quan vọng.